Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 14, giải số tự nhiên. Bài số 1, khoanh vào chữ đặt trước, giải số tự nhiên. Giải số tự nhiên là giải số là nó liền nhau, nó liền nhau, nó không bị đứt quãng. Không bị đứt quãng. Ví dụ như đây là bị đứt quãng này, 0 là lên 2. 2 lên 4, 4 lên 6 bị đứt quãng. Được. Giờ câu A không được. Câu B 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cái này được này. Rồi coi câu C coi. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy cái này cũng được nè. D 1, 2, 1, 3. Cái này không được. Như vậy là còn là câu B và câu C. Câu B và câu C tại sao là có hai cái nó tương đồng giống nhau. Câu B chỗ này là không được vì lý do là ngay chỗ này là dấu chấm. Dấu chấm là không được. Câu C mới được tại vì có dấu 3 chấm. 3 chấm này thể hiện có nghĩa là còn lại là 5, 6, 7, 8, 9 v.v. Rồi. Cho nên hai cái giải này nó có cái sự khác nhau là đây 3 chấm, đây có 1 chấm. Cái này sai, cái này 1 chấm là sai. À, cái này đúng này. Liền nhau này, không là thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Có 3 chấm. À, 3 chấm thể hiện là tiếp theo nữa chứ không phải là còn bao nhiêu đâu. Tiếp theo nữa có nghĩa là 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 v.v. Rồi. Câu C mới đúng. Bài số 2. Viết số tích hợp vào chỗ chấm để có 3 số tự nhiên. Đối với số tự nhiên thì con số tự nhiên là con số 0 là con số nhỏ nhất và con số lớn nhất thì không có. Được không? Không có. Câu A cái gì đây? 3 số liên tiếp 18, 19. Ở trên này tiếp theo là 20. Câu B 208, 209. À, có nghĩa là 208 là cộng 1 thành ra 209. 209 thì ta cộng 1 thành ra lại 210. Nè, 9 là cộng 8 là cộng 1 thành 9, 9 là cộng 1 thành 10. Bài này câu C 999. À, 999 thì ta cộng 1 thành ra là 1000. 1000 ta cộng 1 thành ra là 1001. Bài này thì người ta đã cho hai con số này. Ở số này thì con số này chúng ta sẽ trừ cho một đơn vị ra số này. À, đây là con số là 5 chữ số, như vậy là trừ 1 ra là 4 con số. 4 con số là 4 số chính. Số này vậy ta lấy số này ta trừ 1 thêm ra số này 300, ta trừ 1 thêm ra là 299, như vậy là 70299. À, 299 ta cộng 1 ra 300. Bài 3. Viết số tích hợp vào chỗ chấm. Câu A, số liền sau của số này là số nào? Rồi ngay chỗ này thầy giảng về các vấn đề về số liền trước và số liền sau. Thầy ví dụ như thầy cho con số số 5. Được không? Cho số 5. Thì số liền sau của nó là từ đây qua này. À, liền sau, còn này là liền trước. Rồi. Cái này là liền trước nè. Liền trước còn liền sau. À, liền trước thì ta lấy con số đã cho nên ta trừ cho 1, còn liền sau ta lấy con số đã cho nên ta cộng cho 1. Được không? Đó. Vậy số liền sau của số này là sao đây? Ta lấy con số đã cho ta cộng cho 1. Đây là 3 với 2 là 5. 5 con số ta cộng 1 thành ra 6 con số. 6 con số là 3, 4. Đó. 6 con số. Số liền trước của con số này, ta lấy số này, ta trừ cho 1. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy là trừ 1 thì ra là 8 con số chính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con số. Câu C. Số liền sau của số tròn trục lớn nhất có 4 chữ số là. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm con số tròn trục lớn nhất có 4 chữ số đã. À, tròn trục lớn nhất có 4 chữ số. Rồi, số tròn trục có 4 chữ số là số nào?
số là ghi chỗ này ha, 9 9 9 và 0. Đó, số trồng trục lớn nhất có 4 chữ số là 3 con số 9 và 1 con số 0. Đó là trồng trục, trồng trục ở phía sau là trồng trục. Như vậy người ta nói là liền sau của số trồng trục lớn nhất có 4 chữ số, như vậy ta lấy con số này ta cộng cho 1. Cộng cho 1 thì sẽ ra là con số là gì? Trừ chỗ này không có chữ để viết thì trời. Là 9 9 9 1. Câu D, số liền trước của số lớn nhất có 3 chữ số là. Như vậy số lớn nhất có 3 chữ số là số nào? Là 1 2 3. Đó là số lớn nhất có 3 chữ số. Mà người ta hỏi nói số liền trước, như vậy lấy số này ta trừ cho 1. Trừ cho 1 nó thành là 9 9. Số 9 ta trừ 1 thành được số 8. Số liền trước của số nhỏ nhất có 3 chữ số là. Số nhỏ nhất của 3 chữ số là số nào? 1, 2, 3. 3 chữ số là 100. Như vậy người ta hình nói là số liền trước của số nhỏ nhất có 3 chữ số là, ta lấy 100 này ta trừ cho 1. Trừ cho 1 thì là 100 ta trừ 1 nó ra là 99. Bài số 4. Có bao nhiêu số có 1 chữ số, có 2 chữ số và có 3 chữ số? Rồi như vậy thì chúng ta làm sao chúng ta sẽ tính được đây? Rồi trước tiên chúng ta sẽ có là số có 1 chữ số là số có 1 chữ số là 0, 1, rồi chấm phẩy, 2, tiếp theo, chấm, 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 đó. Rồi, tới, số, 8, số 9, đó. Đó là số có 1 chữ số. Vậy thì, cái này thì chúng ta sẽ làm sao chúng ta sẽ tính được? Như vậy chúng ta sẽ lấy cái này, ta trừ cho cái này, ta cộng 1. Rồi. Như vậy để lại coi có đủ hàng không. Rồi, số có 1 chữ số có tất cả là số có 1 chữ số có tất cả là 9 ta trừ 0. Rồi ta cộng cho 1. Rồi, 9 trừ 0 là bằng, ta làm trong mặt trước là bằng 9, 9 ta cộng 1 là bằng 10, 10 số. Đó, đó là cách tính. Tiếp tục chúng ta sẽ đi tính qua số có 2 chữ số. Số có 2 chữ số là. Như vậy là bắt đầu là số 10 nè, được không? Rồi số 11 nè. Rồi số 12. Rồi chấm, 3 chấm. Được không? 3 chấm, rồi tiếp theo là số 88. Rồi 98 chứ, 98. Rồi 99. Được không? Đó, đó là những số có 2 chữ số. Rồi tương tự chúng ta sẽ đi tính là số có 2 chữ số có tất cả là. Số có 2 chữ số có tất cả là 99, ta trừ cho 10. Được không? Rồi, ta cộng cho 1 bằng 99, ta trừ cho 10 là bằng là 89. 89 ta cộng 1 là bằng 90. 90 số. Tương tự cho số có 3 chữ số. Số có 3 chữ số là
Rồi xuất phát là từ số 100. 100 lại 1. Rồi chấm chấm chấm. Rồi chỗ này là 9 9 8. Rồi 9 9 9. À, rồi ta cũng lấy số này ta trừ số này, ta cộng 1. Số có 3 chữ số. Có tất cả là 2, ta lấy 999, ta trừ cho 100, ta cộng cho 1 bằng. Như vậy chỗ này là 899. À, ta cộng 1 ra là 900 số. Rồi như vậy ngay chỗ này là chúng ta cứ nguyên tắc tính như vậy. À, ta lấy cái đuôi ta trừ cái đầu. Cái đuôi ta trừ cái đầu. Ta cộng cho 1. Tất cả đều cộng cho 1 nha. Ta lấy mà đắt tất cả những con số này là phải liền nhau nha. Phải liền kề nhau như thế này. Ta mới lấy cái đuôi ta trừ cái đầu rồi ta cộng cho 1. Tất cả đều cộng cho 1 ha. Tiếp theo, số bán nhất có 9 chữ số khác nhau. Có chữ số hàng 100 triệu là bằng 8. Như vậy là chúng ta coi số nào đây. Rồi cái này thì nếu như tới đây là số bán nhất có 9 chữ số khác nhau. Vậy tới đây thì nếu như vậy thì chúng ta sẽ viết như thế nào? Còn cái khối hàng này thì từ tính sau ha. Như vậy là 9 chữ số là chúng ta bắt đầu là chữ số 1. Chữ số 0 không được. Nếu như chữ số 0 nó trở thành là số có 8 chữ số. Như vậy thành số 2, số 3, số 4, số 5, 6, 7, 8 và 9. Như vậy đây là số này là số có 9 chữ số. Được không? Đây là số bé nhất có 9 chữ số. 9 chữ số có nghĩa là nó tăng dần. Con số nó tăng dần như thế này mới gọi là số bé nhất. Đây, thì bây giờ tiếp theo người ta nói là có chữ số hàng 100 triệu bằng 8. Như vậy đây là đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu. Đây là, như vậy người ta nói là cái số đầu tiên này là số 8. Số 8. Như vậy là người ta nói là tất cả đều số khác nhau hết. Như vậy con số 8 này chúng ta sẽ đem lên đây. Đây xuống đây. Và con số 1 này lùi lại. Trở thành là con số 8 là đầu tiên này. Rồi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và số 8 bị khuyết nên nó trở thành là số 9. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.